Các bạn thân mến, đây là mình đang tập cho mấy chú khứu bạc má Cao Bằng mà hôm trước mình mới quay video cho các bạn đấy. Hôm nay buổi tập tắm đầu tiên. Con này thì đã ra giọng rồi. Còn nữa bên này. Lúc đầu thì chưa quen thì đây. Bình xịt. Xịt. Đấy, giờ quen tắm rồi. Hy vọng rằng sau vài ngày nữa thì nó sẽ hot tốt hơn thì mình sẽ lên sóng cho các bạn để thấy được sự tiến triển hàng ngày của nó.